có một anh khán giả đã gửi một câu hỏi là nhờ Mạnh hướng dẫn được kỹ thuật làm sao để có thể trả ra bóng hai của đối thủ hiệu quả. Bóng hai có nghĩa là bóng đối thủ giao mà khá là nhẹ và chủ yếu là xoáy thôi. Thì thường mọi người bị cái lỗi là chúng ta dứt điểm vội vàng và thường chúng ta hư. Chính vì vậy nên là Mạnh hôm nay trong clip này thì Mạnh sẽ chia sẻ cho mọi người các cái bước, các cái cách để chúng ta có thể xử lý một cách hiệu quả hơn và giúp cho mọi người có thể chơi tốt hơn. Vâng, và theo như kinh nghiệm của Mạnh thì Mạnh cũng thấy rất nhiều anh chị trong chúng ta khi chúng ta chơi vong chào thì chúng ta đều mắc phải những cái lỗi là không tự tin trong việc mà trả giá bóng như vậy. Và thường chúng ta đánh hư rất là nhiều và chúng ta thường cảm giác như là rất là tiếc nuối và ôi chứ sao trái bóng nó nhẹ như vậy, nó dễ như vậy mà mình lại đánh hư, bực quá đi, rất là bực và rất là khó chịu. Nhưng mà đây thực ra thì khi mà chúng ta tìm hiểu rõ về nguyên nhân dẫn đến cái việc này thì chúng ta thấy nó là một điều bình thường và chúng ta sẽ có cái cách khắc phục nó phù hợp hơn. Ok, đầu tiên thì Mạnh sẽ chia ra làm hai trường hợp. Anh chị sẽ có hai trường hợp xảy ra trong quá trình xử lý những trái bóng đó. Trường hợp đầu tiên đó là chúng ta quá nôn nóng. Khi mà chúng ta thấy một đối thủ giao một trái bóng qua nó nhẹ như vậy thì chúng ta quá nôn nóng về việc dứt điểm. Vì chúng ta nôn nóng dứt điểm mà, chúng ta sẽ dùng sức nhiều. Và chúng ta đánh quá mạnh. Chính vì vậy nên là cái việc dùng sức nhiều và đánh quá mạnh thì sao ạ? Thường bóng sẽ ra ngoài. Ok. Và trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai đó chính là việc mà chúng ta xử lý nó bị nhát tay. Thì khi mà tâm lý của chúng ta lo sợ vì chúng ta trả hư nhiều quá hoặc là sợ có người đứng lưới chúng ta bị nhát tay thì sẽ dẫn đến một cái tình trạng đó chính là chúng ta đánh bóng vào lưới. Nhát tay là gì? Nhát tay có nghĩa là khi mà chúng ta đánh bình thường chúng ta đánh rất là tròn tay, bộ rất là đẹp, rất là thả lỏng. Nhưng khi bị cái tâm lý là nhát, tâm lý bị lo sợ, tâm lý bị gọi là thiếu tự tin thì động tác của chúng ta không còn theo như ý nữa và lúc này chúng ta trở nên là gồng lên, là động tác nó trở nên gượng gạo. Vâng, và trước khi mà Mạnh đi vào cái phần mà thị phạm để cho mọi người thấy được cái cách xử lý của Mạnh nó như thế nào thì đầu tiên Mạnh có một cái lưu ý rất là quan trọng muốn dành cho mọi người. Đó chính là chúng ta phải bỏ ngay cái suy nghĩ là phải dứt điểm. Thứ nhất là do kỹ thuật của chúng ta chưa đạt đến đỉnh cao để chúng ta có thể dứt điểm những tình huống đó. Thứ hai là gì? Bóng nó nhẹ. Bóng nhẹ là một dạng bóng khó, không biết cách xử lý thì nó là một dạng bóng khó chứ không hề dễ vì chúng ta không thể mượn lực. Và bóng trái bóng khi mà bóng nhẹ thì mọi người thấy được đặc điểm của nó là nếu mà trái bóng mạnh ấy, khi mà chạm đất nó bay lên. Nó bay lên nó sẽ có một cái đoạn đi ngang và đi ngang bóng thì mình sẽ vào bóng rất là dễ. Nhưng mà trái bóng nhẹ đặc tính của nó là nó rất là chậm thì nó sẽ nhiễu từ trên xuống. Và cái vợt của chúng ta đi từ sau vào, một cái từ trên xuống một cái đi sau vào nên cái việc mà để mà căn được vào tâm vợt nó rất là khó, đòi hỏi kỹ thuật và sự chính xác rất là cao. Chính vì vậy nên là nhiều khi chúng ta không hiểu những cái đó, chúng ta cứ nghĩ là bóng nhẹ là bóng dứt điểm thì điều này nó dẫn đến những cái sai lầm rất là đáng tiếc. Chính vì vậy nên việc đầu tiên của chúng ta là bỏ qua cái suy nghĩ là phải đánh dứt điểm, bởi vì cái việc dứt điểm thì nó còn dẫn đến một hệ lụy đằng sau nữa, đó là khi mà chúng ta dứt điểm không được cái tâm lý chúng ta sẽ đi xuống. Đó là những cái lưu ý đầu tiên. Và bây giờ khi mà chúng ta quyết định được là không dứt điểm rồi thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Thông thường thì mọi người sẽ là không có định hình trước cái vị trí mà chúng ta muốn đánh. Có nghĩa là thấy cái bóng sao thì chúng ta sẽ xử lý theo tình huống như vậy thôi, chứ chúng ta chưa có xác định một cái mục tiêu hoặc là chuẩn bị thấy người ta giao bóng qua rồi bắt đầu mình lo mình nhìn sân chứ mình không có lo nhìn bóng. Thì mình lo mình nhìn sân xem bây giờ mình sẽ nhắm dọc dây hay là mình sẽ đánh chéo sân. Thì cuối cùng là gì? Khi mà việc mà chúng ta ra quyết định trong một thời khắc nó ngắn như vậy, nó sẽ làm cho cái độ chính xác của đường bóng chúng ta giảm đi rất rất là nhiều. Chính vì điều này thì chúng ta phải thiết lập mục tiêu trước. Có nghĩa là bây giờ ví dụ có một bạn bên kia bạn giao bóng thì Mạnh sẽ xác định ngay trong đầu là Mạnh sẽ quyết định trả bên trái của bạn ấy, hay là trả bên phải của bạn ấy, hay là bỏ nhỏ, hay là cắt bóng. Có nghĩa là mình phải xác định cái mục tiêu của mình ngay từ thời điểm ban đầu trước khi đối thủ giao bóng. Để mà phân tích, để mà đạt được cái mục tiêu này thì chúng ta phải phân tích đối thủ, phân tích qua về đối thủ. Ví dụ như là đối thủ nó yếu bên nào, chúng ta sẽ quyết định đánh về bên đó. Ví dụ như là người ta yếu trái thì chúng ta chỉ tập trung vào khai thác bên trái người ta thôi. Ok, đó rồi. Ví dụ như là khả năng di chuyển lên của người ta rất là kém hoặc là người ta đánh bóng ngắn rất là hay hư thì chúng ta sẽ quyết định là cắt trái bóng bỏ nhỏ cho người ta chạy từ dưới lên. Hoặc là xử lý mà trái bóng mà đối thủ mà nhồi vào chân là họ không đánh được thì chúng ta sẽ quyết định đánh sâu xuống. Đó là tùy theo cái đặc tính, tùy theo cái điểm yếu của đối thủ để chúng ta khai thác nó. Thì chúng ta phải xác định mục tiêu trước. Sau khi mà xác định được mục tiêu rồi thì lúc này anh chị chúng ta mới quyết định là xử lý nó như thế nào. Như phần trước Mạnh đã nói là chúng ta phải thiết lập cái mục tiêu. Thiết lập cái mục tiêu nghĩa là chúng ta sẽ chọn là đánh vào đâu của đối thủ. Thì vừa xong thì Mạnh thực hiện là Mạnh sẽ chọn là đánh về bên trái của đối thủ. Và Mạnh thực hiện một cú forehand bình thường. Đó, nhưng bây giờ khi mà đi sâu vào giải pháp thì không phải ai cũng sẽ thực hiện được một cú forehand như vậy. Thì bây giờ Mạnh sẽ chia ra là nhiều cái cách xử lý để cho mọi người lựa chọn. Thì ví dụ như anh chị nào mà chúng ta có cú forehand mà chúng ta cảm thấy bình thường là chúng ta vẫn đánh được
chỉ có mỗi là khi mà lên dứt điểm như này thì chúng ta đánh không được thôi. Thì vấn đề ở đấy nó không phải là do bản, không phải là do cái gốc rễ, không phải là do cái forehand chúng ta không đánh được, mà do tâm lý của chúng ta vội vàng hoặc là chúng ta lo sợ, thì chúng ta khiến cho cái việc điều khiển cái cú forehand của chúng ta khi mà đánh bóng gần lưới nó không còn hiệu quả nữa. Thì cái việc này là do tâm lý thôi. Chính vì vậy nên anh chị cứ tập luyện bình thường, cứ tập trả bình thường. Trước khi mà chúng ta vào trận đấu thì chúng ta nên tập giờ ở ngoài nhiều hơn, có một người bạn giao cho chúng ta để chúng ta tập đi tập lại cú đó nhiều hơn, thì khi mà chúng ta vào trận chúng ta sẽ đánh được. Đó, khi mà bây giờ mình cứ thiết là mục tiêu là đánh bên trái đối thủ thì mình cứ vào, mình cứ trả giao bóng về bên trái bằng cú forehand bình thường thôi, chúng ta không cần phải lo sợ. Ok, khi mà tập luyện nhiều lần như vậy chúng ta sẽ trở nên tự tin hơn, cái suy nghĩ chúng ta sẽ thoải mái hơn và chúng ta sẽ cảm nhận được đường bóng đó, biết được cái cách xử lý đường bóng nó dễ hơn. Khi mà nếu mà chúng ta có cú forehand hoặc là cú backhand bình thường good thì chúng ta cứ thực hiện như vậy. Còn cái trường hợp thứ hai, nếu mà chúng ta không sở hữu được cho mình cú forehand hoặc backhand nó ok và bình thường mình đánh ở cuối sân thì nó cũng không phải là cú tốt lắm, thì lúc này chúng ta sẽ chọn cách xử lý khác, đó là cách cắt bóng. Cắt bóng thì nó chia làm 3 loại chính. Đó là cái việc mà chúng ta, một ấy là chúng ta có thể chọn làm vỏ nhỏ. Nếu như đối thủ mà giao bóng hai nhẹ như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể cắt vỏ nhỏ ở trên lưới nếu kỹ năng vỏ nhỏ của chúng ta tốt. Trường hợp thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái cách đó là cắt sâu vào cuối sân. Khi mà đối thủ qua, chúng ta đã xác định mục tiêu là nhồi vào chân đối thủ thì chúng ta sẽ quyết định là cắt luôn, và chúng ta có thể cắt cả hai bên. Ok. Và trường hợp thứ ba đó là gì ạ? Đó là nếu như mà người đứng lưới họ đứng gần thì chúng ta có thể chọn cách là lốp qua đầu đối thủ, lốp qua đầu của người đứng lưới. Đây là trong đánh đôi nhé mọi người. Và ở đây Mạnh cũng muốn phân tích sâu hơn một chút nữa, đó là khi mà chúng ta trả giao bóng xong ấy thì thông thường trong đánh đôi ấy, nếu mà đánh đơn thì nó tùy tình huống nữa, nhưng mà trong đánh đôi Mạnh phân tích chủ yếu là về đánh đôi, thì mọi người lưu ý là nếu như mà chúng ta có tự tin về lưới hoặc là chúng ta biết bắt lưới thôi, không cần quá giỏi đâu, thì chúng ta cũng nên là tập trung lên lưới đó. Còn nếu như mà chúng ta lùi về thì thực ra nó là một bất lợi, bởi vì khi mà đánh xong nó lùi về ấy, thì nó sẽ mất thời gian, thứ hai là mệt, thứ ba là gì, khi mà chúng ta lùi về là chúng ta mất ưu thế rồi. Khi mà chúng ta trả giao bóng thì chúng ta nên, mọi người sẽ thắc mắc là bây giờ chúng ta nên là đánh bóng flat, bóng ngang sát lưới để tấn công luôn hay là chúng ta nên đánh bóng xoáy, thì ở cái góc độ này thì Mạnh khuyên mọi người nên chúng ta nên thực hiện bóng xoáy nhiều hơn. Tại sao là chúng ta lại nên thực hiện bóng xoáy? Bởi vì khi mà cái đường bóng người ta giao qua mà bóng nhẹ, thực ra nếu mà để chúng ta đánh tăng lực, có nghĩa là đánh bóng flat, bóng ngang ấy, thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất ấy, là bóng nó khó đánh flat, bởi vì bóng nó nhẹ nên là nó không mượn lực được nên chúng ta khó vào bóng ngang. Thứ hai là gì? Nếu mà chúng ta đánh được đường bóng ngang qua thì đối thủ mượn lực lại rất là dễ dàng. Họ không cần đánh lại, họ chỉ cần kê lại thôi là nó đã qua rồi. Thế chính vì vậy nên là chúng ta không nên sử dụng những cái đường bóng đánh flat khi mà trả giao bóng hai. Trừ khi là cái cú của chúng ta phải gọi là rất là rát và kỹ thuật chúng ta rất là tốt, giống như các tay vợt bán chuyên hoặc là chuyên nghiệp thì họ mới chọn cách đánh như vậy. Còn nếu mà chúng ta phong trào thì chúng ta không nên, vì xác suất nó không chiến thắng của chúng ta nó rất là thấp. Vâng, và như vậy là mọi người vừa mới quan sát, vừa mới được xem cái cách mà Mạnh xử lý các cái tình huống, các cái giải pháp Mạnh đưa ra cho mọi người để chúng ta có thể xử lý được những cái đường bóng, những cái tình huống mà đối thủ ra bóng hai nhẹ như thế nào. Thì hy vọng rằng với những kiến thức này sẽ giúp cho mọi người có thể tập luyện nhuần nhuyễn và áp dụng vào trận đấu một cách tốt nhất. Và ở đây thì Mạnh cũng có một cái lưu ý nhỏ dành cho mọi người, đó chính là thi thoảng có một vài anh chị thì chúng ta thắc mắc là ở đánh như vậy làm sao nó đã tay, hay là đánh như vậy làm sao mà nó pro được, nó phải là như chuyên nghiệp là họ đánh như vậy là họ dứt điểm luôn, chứ ai mà đi đánh nhẹ nhẹ hay là đánh khó như thế. Thì thực ra chỗ này Mạnh giải thích thêm một chút. Ok, đó chính là chúng ta đang là những người chơi phong trào, và những clip mà hướng dẫn này là Mạnh dành cho những anh chị nào chúng ta chơi phong trào. Bởi vì sao? Chơi phong trào thì chúng ta kỹ thuật chúng ta có hạn, sức khỏe chúng ta có hạn, và những yếu tố nó không thể nào giống như chuyên nghiệp được. Chính vì vậy nên chúng ta không thể nào áp dụng những kỹ thuật dành cho chuyên nghiệp vào cho những người chơi phong trào. Có một vài huấn luyện viên dạy phong trào nhưng họ lại áp toàn những bài tập chuyên nghiệp thôi, áp toàn những cái bài tập nâng cao dành cho năng khiếu, dành cho chuyên nghiệp, thì điều này hoàn toàn là sai. Bởi vì sao? Một bài tập nó phải phù hợp với một đối tượng. Khi mà mọi người đủ kỹ thuật, đủ sức khỏe, đủ kỹ năng, đủ cái khả năng thì mới có thể tập những bài nâng cao được. Còn ở đây Mạnh đang đưa cho mọi người những cái giải pháp hiệu quả nhất, với cái kỹ thuật phù hợp nhất, với những cái tình huống nó đưa ra nó thực tế nhất. Chính vì vậy nên mọi người chỉ cần áp dụng như vậy là để nâng cao cái hiệu quả của mỗi trận đấu chúng ta thôi. Ok, và chúng ta không nên đòi hỏi nó quá nhiều trong cái việc mà chúng ta phải chuyên nghiệp. Chừng nào mọi người lên cái level cao hơn thì Mạnh sẽ có những cái bài tập cao hơn thôi, không có gì cả. Ok, vâng, và hy vọng rằng với những chia sẻ này thì sẽ giúp ích được cho mọi người. Và nếu như anh chị nào chúng ta có những câu hỏi thắc mắc, những cái mong muốn Mạnh giải đáp thì cứ comment xuống bên dưới, và Mạnh sẽ dành thời gian để làm clip ra để chia sẻ cho mọi người. Và đặc biệt nữa là mọi người đừng quên subscribe kênh YouTube của M7 Tennis Academy và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được những thông báo về những clip sau. Và chúc cho mọi người có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng.